theo quy luật tự nhiên, chỉ giống cái mới mang thai sinh con. Nhưng loài cá ngựa biển, còn gọi là hải mã, lại đi ngược với quy luật ấy. Cá ngựa là một trong những loài hấp dẫn nhất trong đại dương. Cá ngựa gây ấn tượng đặc biệt ở khả năng ngụy trang. Có thể nói nó là bậc thầy về ngụy trang dưới biển sâu. Vậy loài cá ngựa có đặc tính gì thú vị? Tại sao con được lại mang thai? Chúng ta hãy cùng khám phá nhé! Loài động vật mà giống đực vô cùng Casamen. Cứ đến mùa động đực, bên sườn cá ngựa được hình thành những nếp nhăn và dần phát triển thành chiếc túi nuôi con. Cá ngựa cái sẽ phóng trứng vào chiếc túi ấy. Không giống các loại cá khác, cá ngựa là một loài động vật rất chung thủy. Chúng chỉ có một bạn tình duy nhất trọn đời, và cá ngựa đực sẽ chăm sóc cá ngựa con chưa nở. Khi tán tình, cá ngựa sẽ bắt đầu một ngày bằng một điệu nhảy vô cùng duyên dáng cùng nhau. Các điệu nhảy có thể kéo dài đến 8 giờ, sau đó chúng mới bắt đầu giao phối. Trứng được thụ tinh sau khi được nhúng vào thành túi và được bao quanh bởi một mô xốp. Cá ngựa được cung cấp trứng với prolactin, cùng loại hormone chịu trách nhiệm sản xuất sữa ở động vật có vú. Các túi cung cấp oxy, cũng như một vườn ươm môi trường được kiểm soát. Mặc dù lòng đỏ trứng đóng góp dinh dưỡng cho phôi đang phát triển, những con cá ngựa được đóng góp thêm các chất dinh dưỡng như lipid giàu năng lượng và canxi để cho phép chúng xây dựng hệ thống xương cho cá ngựa con bằng cách tiết chúng vào túi ấp trứng được phôi hấp thụ. Hơn nữa, nó cũng cung cấp bảo vệ miễn dịch, thẩm thấu, trao đổi khí và vận chuyển chất thải. Số lượng con non sau mỗi lần giao phối ở cá ngựa, trung bình 100 đến 1.000 con ở hầu hết các loài cá ngựa, nhưng có thể thấp đến 5 con ở các loài nhỏ hơn, hoặc cao tới 2.500 con. Khi con non đã sẵn sàng để được sinh ra, con đực trục xuất chúng với các cơn có thắt bụng. Cá ngựa đực thường sinh con vào ban đêm và sẵn sàng cho mẻ trứng tiếp theo vào buổi sáng khi người bạn đời của nó trở lại. Giống như hầu hết các loài cá khác, cá ngựa không nuôi dưỡng con non sau khi sinh. Cá ngựa con dễ bị động vật ăn thịt hoặc dòng hải lưu cuốn trôi chúng khỏi nơi kiếm ăn, hoặc nhiệt độ quá khắc nghiệt đối với cơ thể mỏng manh của chúng. Ít hơn 0,5% cá ngựa con sống sót đến tuổi trưởng thành, nhưng tỷ lệ sống sót này thực sự khá cao so với các loài cá khác. Theo các nhà nghiên cứu, môi trường sống của cá ngựa là vùng đáy biển nông, rất phức tạp và thường xuyên đối mặt với nhiều nguy hiểm. Chính nhờ tập tính sinh sản khác thường này mà cá ngựa mới đảm bảo tối đa cho việc truyền giống. Hình dáng và tập tính vô cùng đặc biệt. Cá ngựa còn gọi là hải mã, thường sống ở các vùng ven biển, gần bờ nơi có hàm lượng muối cao và nước trong. Có thể xem cá ngựa là một loại thủy sinh đặc biệt. Cá ngựa có đôi mắt rất cao để có thể quan sát con mồi mà không cần di chuyển. Mắt chúng có thể di chuyển độc lập với nhau, giống như của một con tắc kẻ hoa. Cá ngựa có kích thước từ 1,5 đến 35,5 cm. Chúng được đặt tên là cá ngựa vì ngoại hình giống ngựa của chúng, với cổ cong, đầu mõm dài, thân và đuôi đặc biệt. Mặc dù chúng là cá xương, chúng không có vảy, nhưng lớp da mỏng trải dài trên một loạt các đĩa xương được sắp xếp thành các vòng trên khắp cơ thể của chúng. Mỗi loài có số lượng vòng khác nhau. Áo giáp của các tấm xương cũng bảo vệ chúng chống lại kẻ săn mồi, và vì bộ xương bên ngoài này, chúng không có xương sườn. Cá ngựa bơi thẳng đứng, đẩy bản thân bằng cách sử dụng vây lưng, bơi theo chiều ngang. Các vây ngực nằm ở hai bên đầu phía sau mắt, được sử dụng để điều khiển. Chúng thiếu vây đuôi điển hình của cá. Chúng có khả năng ngụy trang, có thể phát triển và tái hấp thu các phần phụ gai tùy thuộc vào môi trường sống của chúng. Cá ngựa bơi rất kém. Một loài cá ngựa di chuyển chậm nhất trên thế giới là cá ngựa lùn, với tốc độ tối đa khoảng 1,5m mỗi giờ. Cá ngựa phát ra tiếng gầm gừ khi chúng bị căng thẳng, stress, và chúng cũng phát ra tiếng kêu lách cách khi tán tỉnh nhau. Các con hải mã là một loài biểu tượng cho sự bảo tồn biển và giúp bảo vệ môi trường sống mà chúng được tìm thấy. Rừng cây đước, dạ san hô, cửa sông, cỏ biển và rong biển. Các con hải mã là loài săn mồi quan trọng đối với các sinh vật sống ở đáy biển và đồng thời lại bị săn bắt bởi các động vật không xương sống, cá, rùa biển, chim biển và thủy động vật có vú. Do đó, việc loại bỏ chúng sẽ làm đổ vỡ toàn bộ hệ sinh thái. Khả năng thích nghi tuyệt vời, kẻ săn mồi bất bại. Cá ngựa không có răng và không có dạ dày để cung cấp thực phẩm cho cơ thể. Loài này sử dụng chiếc mũi hình ống để hút các loài động vật nhỏ, và chúng phải ăn gần như liên tục khi thực phẩm đi qua hệ thống tiêu hóa nhanh chóng như vậy. Cá ngựa ăn các loài giáp xác nhỏ trôi nổi trong nước hoặc bò dưới đáy. Với sự ngụy trang và kiên nhẫn tuyệt vời, cá ngựa mai phục con mồi một cách hoàn hảo, chỉ ngồi và chờ đợi cho đến khi xuất hiện một khoảnh khắc tốt nhất. Tôm và các loài giáp xác nhỏ là thức ăn được yêu thích của cá ngựa, nhưng một số con cá ngựa đã được quan sát thấy ăn các loại động vật không xương sống khác
và thậm chí cả cá ấu trùng. Cá ngựa là những sát thủ của đại dương. Loài này có thể dễ dàng di chuyển qua các làn nước mà không hề bị phát hiện. Chúng có kỹ thuật săn mồi lén lút, nhưng có tỷ lệ thành công lên tới 90%. Cá ngựa không phải là loài bơi lội giỏi và vì lý do này, chúng cần neo mình vào rong biển, san hô hoặc bất cứ thứ gì khác. Cá ngựa có thể được tìm thấy ở hầu hết các vùng biển nhiệt đới và ôn đới trên thế giới. Tuy nhiên, cá ngựa sinh sống nhiều nhất ở khu vực biển Đông Nam Á, Nam Phi và kênh đảo Panama, đặc biệt ở các thảm cỏ biển, các dạng san hô và rừng ngập mặn. Hiện nay trên thế giới đã tìm thấy 54 loài cá ngựa. Cá ngựa được xếp vào danh sách động vật sắp nguy cấp trong sách đỏ thế giới cần được bảo vệ và nghiêm cấm việc buôn bán, trao đổi cá ngựa theo Công ước Quốc tế về buôn bán các loài động thực vật hoang dã nguy cấp. Ở Việt Nam, người ta cũng quan sát thấy lượng cá ngựa giảm đi đáng kể. Như vậy, chúng ta đã cùng khám phá về loài cá ngựa, hay còn gọi là hải mã. Điều gì làm bạn cảm thấy thú vị và yêu thích nhất ở loài động vật này? Hãy cho chúng tôi biết ở phần comment bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo.